Năm nay bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Em học lớp mấy? Lớp 6. Vậy mà chị nói con chị bình thường đó. Tại nhậu nhiều quá thôi. Nhưng mà vì sao em nhậu? Em là con nít, em mới mười mấy tuổi mà em nhậu vậy đâu có được. Chết quá. Sao vậy? Em chết hả? Chết. À, stress. Mẹ bà đặt cái giọng vậy mà còn nói tiếng Anh nữa thiệt á. Tôi tức ghê ra cái gia đình này, mẹ làm có 1 ca mà bạn 7 ca đó thiệt á. Chị ơi, tôi không hiểu mà tới lúc mà nó làm văn nghệ trường nó hát làm sao trời. Con hát cho chú nghe đi. Hát à? Hát đi con. Thôi. Hát gì em? Cháu nó tự động vậy là tốt. Thôi để tôi hỏi cháu tiếp nè. Em ơi, bây giờ ngoài cái chuyện đi học ra thì cái việc đi đứng hàng ngày hay là sinh hoạt hàng ngày với ba mẹ em có gặp khó khăn gì không? Trong trường nữa kìa. Trong trường sao cưng? Đi học trên mà đi ghen qua ông hiệu trưởng, tưởng mình là hiệu phó không á. Văn nghệ trường xin được hát để cho nó phá giọng. Ừ. Nhưng mà giọng không có phá. Ừ. Phá nguyên chương trình luôn. Không đúng rồi, cái giọng em mà hát 20 tháng 11 nó khó chịu lắm. Không. Em là nên hát những cái buổi như là Halloween thì anh nghĩ là nó hợp hơn. Em bình thường em đi học, ai đưa em đi học? Đi mình. Đồ tội ha, trường xa lắm hả em? Không. Sao? Nhà đây, trường bên đường. Ừ. Mà có mấy ngày bắt đi xe hơi không? Anh ơi, em nói thiệt á, cái này anh cũng kiếm chuyện ghê á. Thì cho cháu nó băng qua đường là tới nơi rồi, anh bắt nó đi xe hơi chi cho nó tội nó vậy? Lô à? Dạ. Tiền nhiều để làm gì? Anh đã nói rồi, nhà anh có mấy chục chiếc xe hơi đời mới. Dạ. Mỗi ngày đưa nó đi học 1 chiếc xe. Đó, 1 tháng trời chưa hết xe. Chán ghê, mà em có vui cái điều đó không? Không, đi viết mà mấy đứa bạn nó nói nhà mày mướn xe. Thì đúng rồi, chứ ai mà nghĩ mà có nhiều dữ vậy đúng không chị? Chưa hết đâu. Sao cưng? Đi xe 4 bánh thì còn đã đi. Ừ. Tự nhiên sách viên chiếc xe buýt. Một mình em đi trên 1 chiếc xe buýt. Có mặt mình chắn ngang đường, không ai qua lại được hết. Người ta chửi quá trời. Anh ơi, em nói thiệt á, anh cũng quá trời. Có một mình nó anh cho đi chiếc xe buýt chi vậy? Thì sau đó là rút kinh nghiệm rồi. Tôi có qua bên nhà trường có làm việc với hiệu trưởng á. Tôi có đề nghị là phá bỏ cái sân bay đi, làm cái sân bay đậu máy bay trực thăng. Đó, tôi chở đi máy bay trực thăng qua đó học. Trời ơi. Đó, vì lý do đó, trường thấy phức tạp quá, đuổi luôn. Ủa, vậy hóa ra em hiện nay là... vô học. Trời ơi, cái thương cháu nó quá, thật thiệt đó.